Trước mắt nhóm này gồm 5 doanh nghiệp như là Tôn Đông Á, Tập đoàn Hoa Sen, Công ty Đại Thiên Lộc, Công ty Thép Vinawan và Formosa Hà Tĩnh. Theo đại diện một trong những doanh nghiệp này, việc áp thuế của Hoa Kỳ là không quá bất ngờ và để nằm ngoài tầm ngắm, họ phải chứng minh được nguồn gốc nguyên liệu thép cán nóng của mình không từ Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc. Ngoài ra, họ cũng phải có quá trình chuẩn bị và đầu tư lâu dài trước đây vài năm về công nghệ sản xuất. Thì đây là một quá trình chuyển hóa khá dài. Và doanh nghiệp Việt Nam để làm được cái chuyển hóa này thì cũng phải là một cái đầu tư lớn, tính hàng vài chục triệu đô cho đến hàng trăm triệu đô. Chứ không thể nào có 1-2 triệu đô hoặc là dưới 1-2 triệu đô mà có thể làm được. Dù có sự chuẩn bị, nhưng các doanh nghiệp đều thừa nhận, trong bối cảnh chiến tranh thương mại, bảo hộ tăng cao, việc áp thuế cao có thể đến bất cứ lúc nào, bất cứ thị trường nào, không chỉ riêng thị trường Hoa Kỳ. Do vậy, hiện nay, đa phần các doanh nghiệp phải đa dạng các thị trường xuất khẩu sang các thị trường khác ngoài Hoa Kỳ, thậm chí tập trung lại cho thị trường nội địa. Với nhiều doanh nghiệp, thị trường nội địa đang chiếm từ 70 đến 80% doanh thu hàng năm của họ. Thị trường nội địa bây giờ chúng tôi đang chiếm cái tỷ trọng là khoảng độ 65 đến 70% cái tổng lượng bán hàng. Còn cái xuất khẩu thì nó chỉ chiếm được khoảng độ chừng 35% thì cái lượng hàng mà xuất khẩu đi Mỹ đó thì nó chiếm khoảng độ 4% trong cái tổng sản lượng bán hàng của Hoa Sen. Từ phía Bộ Công Thương cho biết, đối với hàng chục doanh nghiệp còn lại nằm trong danh sách, Bộ sẽ tiếp tục đề nghị phía Hoa Kỳ cho phép bổ sung thông tin để gỡ khó cho các doanh nghiệp này. Chúng tôi đã nhiều lần trao đổi với các cái hiệp hội, với các cái doanh nghiệp là các cái thủ tục, các cái quy trình điều tra của các nước, kể cả Hoa Kỳ, thì thay đổi liên tục và theo hướng chặt chẽ hơn. Do vậy là các cái doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ, cần theo dõi để mà cung cấp thông tin đầy đủ cho cơ quan điều tra của nước nhập khẩu. Ngoài ra, trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ theo dõi sát sao tình hình xuất khẩu các mặt hàng thép này sang Hoa Kỳ để kịp thời cảnh báo cho các doanh nghiệp, tránh tình trạng xuất khẩu tăng nóng có thể dẫn đến việc Hoa Kỳ khởi động một vụ điều tra phòng vệ thương mại riêng với thép mạ và thép cán nguội từ Việt Nam.